trường âm nhạc mùa 4 đã trở lại. Cuộc tranh tài đỉnh cao giữa các nghệ sĩ. Năm nay, chương trình sẽ có những đổi mới phù hợp với thị hiếu khán giả. Lấy bối cảnh tại một hoang đảo, sàn đấu sẽ mang một màu sắc hoàn toàn gần gũi với thiên nhiên. Những màn so tài vô cùng hấp dẫn của các đấu sĩ. Chim tung bài hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình. Từ Long An, mong qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công. Đôi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề hoàn tính. Và chúng ta không thể thiếu những vị thủ lĩnh hài hước và đầy tài năng. Họ sẽ có những chiến thuật như thế nào để giành chiến thắng cho đội của mình? Hôm nay đến với chương trình kinh nghiệm hơi thiếu, bản lĩnh có thừa. Đúng, mình sẽ lợi dụng vô cái chiến thắng này để mình tiến lên luôn. Được, em muốn thách đấu với đội của Lan. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, ca sĩ Nhật Kim Anh sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình, đồng hành cùng Lê Dương Bảo Lâm. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc 2022. Ai sẽ phải bước lên hố đen bí ẩn? Ai sẽ là người chiến thắng? Ngay bây giờ sẽ là Đấu Trường Âm Nhạc 2022. Đang trên phi thuyền, đang ngồi trên khoang thương gia sang quá mà tự nhiên rớt cái đùng như trái mít vậy. Ở đây là đâu? Ở đây là đâu? Đã rung rung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuân trời. Ôi, đồng đội của tôi đâu rồi? Đồng đội ơi, đồng đội ơi. Cúi, cúi, cúi. Cứu? Ai vậy cúi? Ai vậy? Đâu? Cúi. Cứu ơi, cứu bị dính rồi. Sao nhiều cá sấu lên bờ vậy trời? Ai vậy? Cứu ơi. Cứu, 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 cứu. Có ai không cứu ơi? À rồi rồi, cứu liền, cứu liền. Trời ơi, cứu. Chị ơi, chị cứu hay chị tháo khớp em vậy? Chị giật nhẹ nhẹ thôi, ai. Rồi, cứu, cứu liền, cứu liền. Trời ơi, sao dính dữ vậy nè? Trời ơi. Sao, có sao không? Trời, tưởng đâu cá sấu lên bờ không à. Trời ơi. Ân Nhân. Chị là... chị Nhật Kim Anh đây mà. Ờ đúng rồi. Ủa sao chị có mặt ở đây vậy? À, nói nào nghe á, tại vì thời gian bây giờ là tour giá rẻ đi du lịch đó rất là nhiều. Dạ. Cho nên là chị đã book một cái tour giá rẻ đi. Nhưng mà không ngờ rằng người ta nói là đây là trạm dừng chân. Dạ. Xong rồi thả chị xuống rồi bây giờ mọi người đi đâu hết trơn luôn. Không mà chị đăng ký đi đâu nè? Chị đi đảo khỉ. Mà ở đây là đảo quan. Dạ đi lộn tour rồi. Chị ơi, chị thấy đồng đội của em không? Cái con bé mà hay dẫn chung em á. Con bé mà đẹp đẹp dễ thương đó. Biết nhớ rồi, biết, nhớ rồi. Ờ, tại vì đợt trước chị có gặp bé, bé dễ thương lắm. Rồi bây giờ em đang tham gia chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Mà bây giờ em với con bé đó phải dẫn chung với nhau. Mà bây giờ sắp tới giờ lên sóng rồi mà không có bé đó thì làm sao em dẫn đây, chết em rồi. Ê nè, đâu có lo, em không có lo, có chị. Chị thay được không? Chị thay thế được không? Chị thay thế bé được không? Là chị thay hả? Ừ. Là ngày hôm nay em chị vô tình đúng không? Đúng rồi, vô tình. Vô tình gặp gỡ nhau. Tại vì chị đi tour du lịch xong rồi chị rớt đây nè. Sao bộ đồ sắp đặt với em quá vậy? Có cái cà vạt nữa. Không có vô tình nào mà tông xịt tông vậy. Chị khai thiệt đi, bộ đồ này ở đâu chị có? Tại vì chị đi du lịch xong rồi chị coi trên mạng, chị thấy em mặc bộ đồ giống đẹp quá, chị thích, chị hâm mộ. Phải không, phải không? Cho nên chị đặt bộ giống trang luôn. Ê, xem nghi ngờ bà này quá ha. Mà bây giờ cái điều quan trọng nè, người ta biết chị là một ca sĩ, ta nói hát đâu ai cũng thích hết. Nhưng bây giờ làm MC có được hay không? Trời ơi, được chứ, MC là chị thích và chị mê từ xưa tới bây giờ rồi. Mà rất là tiếc là chị không có được làm MC. Vậy đó hả? Vậy bây giờ thử luôn ha. Thử luôn hả? Bây giờ tại cái quan đảo này, em thấy là quá đẹp chị à. Cảnh trí rồi, chị thấy không? Rừng núi hùng vĩ. Đúng rồi. Âm thanh ánh sáng đầy đủ hết.
Vậy bây giờ mình hãy tổ chức cuộc thi đấu trường âm nhạc tại đây nhằm tìm kiếm nhân tài trong làng âm nhạc. Quá trời hay luôn, đó giờ chị chưa có thấy đấu trường âm nhạc mà tạo một cái không khí như vậy. Ok, bây giờ chị làm thử cho em coi nha. Nếu mà chị làm được á là em cho chị làm MC nha. Mình làm thẳng luôn, không làm thử luôn nha chị nha. Ô, làm thẳng. Vô, sẵn sàng. Ok. Yeah. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Đấu trường âm nhạc 2022. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty MNC Picture thực hiện, được phát sóng vào 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ phát lại vào ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Vậy bây giờ tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ các thủ lĩnh ngày hôm nay nha. Không biết thủ lĩnh ngày hôm nay là ai đây, còn chần chờ nữa chúng ta sẽ gặp thủ lĩnh đầu tiên là diễn viên ca sĩ Khương Ngọc. Và một thủ lĩnh nữa. Đó chính là... Đó chính là một chàng trai diễn viên dễ thương, duyên dáng, rất là đáng yêu đối với Trần Kim Anh và tất cả mọi người đang được rất là nhiều khán giả yêu thích. Đó là nam diễn viên Hoàng Phi. Trời ơi. Ủa anh trai. Ủa, tụi mình phải chung với nhau. Hay, nhưng mà bây giờ giới thiệu ai? Tại vì dạ hai người luôn đấy. Hai người luôn. Không biết, tại nãy nói là giới thiệu Ngọc, xong rồi xuống đây nghe nói giới thiệu Phi, thì mình nghe Phi thì mình đi vậy vô. Khi nào Phi là bây giờ đi. Ngọc Phi luôn, Ngọc Phi. Tại vì nãy nói giới thiệu Ngọc, xong rồi Ngọc đi ra đây thì tới giới thiệu Phi thì mình đi vô để cho Phi ra. Dạ. Bây giờ anh bớt bắt bẻ giùm anh trai à? Anh muốn ở đây luôn không? Anh muốn về đất liền không? Bớt lại nha. Phi dạ. Ơi, hello. Sốc quá anh, bị sốc quá. Đẹp không? Không gian đẹp không? Không, lần đầu tiên em tới tham gia một game show mà sân khấu hoành tráng quá anh ơi. Mà lần đầu tiên Lâm và chị Nhật Kim Anh mà dẫn một cái chương trình mà là sân khấu hoành tráng như thế này. Lần đầu tiên anh đến với chương trình đúng không? Dạ đúng ạ. Mùa 1, mùa 2, mùa 3 anh có đến chưa? Dạ chưa ạ. Wow, lần đầu tiên luôn. Phi cũng lần đầu tiên hả Phi? Dạ. Em lần đầu tiên luôn. Như vậy là hai gương mặt mới, thì hai gương mới ngày hôm nay có lời nào muốn gửi không, đến cũng đầu giả tiên không? Làm MC luôn đó. Dạ. Cũng chung luôn. Dạ. Dạ, dạ hả? Dạ rất vui được đến với chương trình và hết ạ. Phi, tôi nói luôn giùm anh Ngọc nè. Đó, người ta lại người ta hy vọng là lần đầu tiên tôi tới với đấu trường âm nhạc, hy vọng là sẽ mang tới cho quý vị khán giả những cái trận đấu nảy lửa bằng âm nhạc. Hay quá. Ủa hết rồi hả? Dạ hết rồi đó chị. Đầy đủ hết trơn rồi, bây giờ mình bắt đầu chương trình ha. Ok. Ok dạ. Dạ bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 1 nha quý vị nha. Ủa gì vậy? À chết rồi, còn một thủ lĩnh nữa. Ủa? Lâm ơi. Trời chết rồi. Khoan. Ai vậy? Ủa mọi người, còn em nữa mà em đứng ở trong đó. À, tức là mùa này là Phi có đội có người phụ diễn hả? Đâu có, em mời tới đây làm đội trưởng một mình em mà đâu. Nhưng mà đội em có người phụ diễn hay sao? Bé Lan. Đâu có. Em biết nhiệm vụ và vị trí của bé này rồi. Anh Lâm giới thiệu cho em nở mày nở mặt đi. Vâng, cô ta là kỹ thuật viên bấm tập hầm những vị nhá. Thì ở trên kia có những cái hầm và nhiệm vụ của bé ấy là khi mà thí sinh lên thì cô ta sẽ ngồi một góc, không phải không ngồi trên góc mà ngồi một góc tuốt ở trong cái loa, và cô ta sẽ bấm một cái, cạch một cái, thí sinh sẽ rớt xuống hầm. Vâng, một tràng pháo tay cho cô bé kỹ thuật viên tập hầm ạ. Anh ơi, kỹ thuật viên chương trình không thiếu, ảnh đang ngồi sẵn rồi. Bình thường chương trình của mình á, thủ lĩnh là có tới 3 người. Em là thủ lĩnh. Ở giữa hai người nam phải xuất hiện một cô gái đẹp chứ anh. Làm thủ lĩnh phải có bản lĩnh. Đúng anh rồi. Anh ơi, hôm nay đến với chương trình kinh nghiệm hơi thiếu, bản lĩnh có thừa. Wow. Yeah. Có bản lĩnh là được nha. Thể hiện cái bản lĩnh của mình thế nào. Em cũng không giấu tài năng của mình nữa. Vậy là bao năm nay em giấu hả? Dạ. Em xin phép gửi tới các bạn ca sĩ, các anh chị. Vì em yêu đuôi, muôn đời em vẫn yêu đuôi. Anh không phải em đâu thể hiểu được. Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào. Cứ quá, con xuống đi cân, xuống đi cân. Không anh, không anh dạ. Một trào tay cho thủ lĩnh Phương Lan à. Thiệt đó hả, thủ lĩnh thiệt hả? Lần thứ mấy em tham gia chương trình rồi? Lần đầu tiên ạ. À. Wow, cảm xúc như thế nào ạ? À? Dạ, hân hoan, dân chào. Bây giờ mình giới thiệu giám khảo quyền lực của chúng ta đi nào. Dạ, nhưng mà trước khi đến với phần giám khảo thì chúng ta phải cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình. Đó chính là nguồn động lực lớn nhất để cho các đấu sĩ tham gia tốt ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Và những người quyền lực cầm cân nảy mực trong quan đảo chúng ta, đó là những vị giám khảo quyền lực. Xin mời những vị giám khảo, mình sẽ nêu ra tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay ạ. À, trước tiên xin chào hai MC, ba vị thủ lĩnh và các vị giám khảo đang ngồi trường quay.
tiêu chí của ban giám khảo vẫn như từ xưa đến giờ là các bạn có 50% điểm là ở chuyên môn, 50% còn lại là kỹ năng diễn xuất. Có nghĩa là khi các bạn lên sân khấu thì các bạn nên nhớ giao lưu với các bạn diễn của mình và giao lưu với cả khán giả và kể cả những cái cử chỉ khi mình hát nữa. Cái đó cũng sẽ rất là quan trọng. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ được nhận những phong bì về những cái quyền trong chương trình ngày hôm nay. Phong bì đâu ạ? Đây. Đây là những phong bì. Phải nói là có những cái quyền của chúng ta. Ưu tiên cho người nữ trước nè. Dạ. Lan sẽ chọn nha. Số 3 là số đẹp của em. 1, 2, 3. Dạ. Em số này. Trời ơi, Hoàng Phi. Em thích số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Dạ. Trời ơi, hay quá. Em hay quá. Trời. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn chương trình ạ. Ủa, anh ơi. Một cái thôi. Một cái. Dạ, cái này là cái quyền chứ phải cái bao lì xì. Anh ơi, trả cho em giùm. Như vậy chúng ta đã có tất cả các quyền ở trong tay. Và bây giờ Bảo Lâm và chị Nhật Kim Anh xin phổ biến những cái quyền ngày hôm nay. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền đỡ là sử dụng quyền này nhằm cử một đấu sĩ còn lại trong đội hoặc đã bị loại ra trình diễn cùng ca sĩ đang trong vòng đấu. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn 1 và 1, quyền này mất tác dụng. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Khán giả đã sẵn sàng chưa ạ? Giám khảo đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu như sẵn sàng, chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên qua tấm màn bí mật. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 3 tấm màn bí mật. Thì trong 3 tấm màn này sẽ là những giọng ca. Và bây giờ họ sẽ hòa giọng, nhiệm vụ của những người thủ lĩnh phải lắng nghe. Ví dụ như ai mà cảm thấy là hợp gu với mình thì chạy thật là nhanh lên và giành vị trí đó để giành những thành viên vào đội của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên nào. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ những con đường nắng u buồn. Dìu nhau đi tìm dầm bóng man, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹn hò, đêm trăng sao, từng câu nói yêu thương ngọt ngào. Chuyện tình đầu đang yên trong cõi thâm sâu, ngày anh đi lại nhuộm nước mắt thê lương sầu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhịp màu cùng người đón tay đêm trăng sao. Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe xuyên mộng vàng. Nhưng hôm nay gọi tên em nghe tim buồn giá, mới hay mình vẫn yêu người. Ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao nguôi. Tôi vẫn nhớ mặt em buồn nhìn nơi phương xa, giờ năm tháng xuyên kia nhạt nhòa. Thường làm thơ nên thích suy tư, thường gấm trăng sao dệt một lối quên đi chiều nào. Tôi vẫn nhớ xa nhau là buồn, chuyện tình kia vô cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chút lấy đau thương mỏi mòn. Để riêng tôi âm thầm chút lấy đau thương mỏi mòn.
phép. Khoan đã, khoan giữ đã. Lại, giữ lại, giữ lại. Tôi xin phép. Tụi em phải lựa giọng ca đúng không? Đúng rồi. Vậy những cái vũ đạo mà anh Lâm với chị Nhật Kim Anh bắt tụi em nhảy nãy giờ là để không có liên để em đặt hướng. Nhiều khi mà cái giọng hay quá sẽ xà vô một chỗ, hiểu không? Mệt muốn chết. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bây giờ chọn nha, chạy thật là nhanh nha, đừng té nha. 3, 2, 1, chạy. Thấy chưa? Trời ơi, người ta đâu có người cần ta chạy đâu, sẵn người ta rồi, rất đâu có là, chạy đâu, người rất ta không là thả thấy không? Tại em biết bên đây của anh Ngọc chọn, cho hồi nãy em thấy á, hai bên đây anh không có, ảnh đi cứ rè rè bên đây hoài luôn, núp cái khu này hoài luôn. Dạ, nhưng mà em nghĩ là chọn ở đâu cũng được, bởi vì ngày hôm nay sẽ là những chiến binh rất rất là hay, cũng như là giọng hát rất là nội lực. Bây giờ các thủ lĩnh đã tìm được đấng đấu sĩ của mình, thì bây giờ chúng ta cùng làm quen với những đấu sĩ ngày hôm nay nha. Xin mời. Wow, vậy bây giờ chúng ta cùng làm quen với các đấu sĩ nha, chị Nhật Kim Anh ơi. Dạ. Yeah. Bây giờ chị sẽ làm quen với đội nào đây? Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với đội đầu tiên, đó là đội thủ lĩnh Hoàng Phi. Và bây giờ thì ba đấu sĩ của chúng ta sẽ xuất hiện nha. 3, 2, 1, xuất hiện nè. Yeah. Wow, rất là dễ thương phải không ạ? Toàn trai xinh gái đẹp thôi. Và bạn nữ đầu tiên nào, bạn có thể giới thiệu về mình cho tất cả quý vị khán giả cũng như là các đội bên kia đều biết về mình nè. Dạ, em tên là Lady Phương Thùy và công việc chính của em hiện tại đây bây giờ là đang kinh doanh. Cảm ơn Phương Thùy rất là nhiều. Kế bên là bạn nam rất là dễ thương nè. Sbai đi. Khabajao su keo na kho nuong say nha. Ma te pathet Lao. Em nghe được chữ Lào nha. Lào. Ồ, Lào. Vậy là em đến từ Lào hả? Dạ, em tên keo na kho nuong say nha. Em đến từ Lào ạ. Wow. Là cái tên tiếng Việt của mình là Chao na kho say nha hả? Dạ, tên Tây ạ. Tên Tây. Tên Tây. À, tức là tên tiếng Việt của em là tên Tây. Dạ. À, vậy thì cho phép chị gọi em là Tây nha. Dạ, được. À, xin chào dạ, Tây. Dạ. À, hiện bây giờ đang làm về lĩnh vực gì? Bên Lào thì em làm kinh doanh gia đình, với lại bên Việt thì em làm nghệ thuật. À, vậy hả? Em đã tham gia nghệ thuật lâu chưa? Dạ, cũng 2-3 năm. Wow. Dạ. Rồi, cảm ơn Tây rất là nhiều. Rồi, tiếp theo xin mời bạn nữ áo trắng ạ. Dạ, em là Bảo Trân và hiện em đang là một nhân viên văn phòng. Bây giờ thủ lĩnh Hoàng Phi ơi, mình đã có một cái tên gì chưa nhờ cho đội của mình chưa? Bây giờ mình đặt một cái tên gì đó mà quyết chiến quyết thắng cái nè. Quyết chiến quyết thắng cả. Mình đặt cái tên là tới luôn. Cỡ nào mình cũng tới luôn bằng tất cả nhiệt huyết của mình đúng không? Wow. Okay. Câu này đẹp hết. Đội của tụi mình tên là tới luôn. Bây giờ là chúng ta đã làm quen với đội tới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với đội của thủ lĩnh Khương Ngọc. Xin mời các bạn, 3, 2, 1, xuất hiện. Wow, ba thành viên rất là xinh đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với từng thành viên của đội anh Khương Ngọc ạ. Dạ, xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Miha. Em hiện tại là ca sĩ tự do và đang là sinh viên năm 3 của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em sẽ tham gia với một tinh thần thoải mái nhất, quyết chiến, quyết thắng. Đội trưởng, hãy tin tưởng tụi em. Em xin tự giới thiệu, mình là Thế Vĩ và em đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, và công việc hiện tại của em là nhân viên bán hàng. Âm nhạc là một trong những niềm đam mê lớn của em, cho nên đó là lý do mà em đứng tại sân khấu này hôm nay. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngô Thái Bảo, hiện tại là ca sĩ tự do và cũng đang là kinh doanh một số mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Đến với cuộc thi ngày hôm nay thì đội em có một quyết tâm, đã chơi là chơi. Tới bến, mãi đến, tới bến, mãi đến. Wow, các bạn rất là năng lượng. Thủ lĩnh ơi, thủ lĩnh Khương Ngọc an tâm đúng không? Quá là năng lượng. Không biết là đội mình sẽ lấy cái tên như thế nào ạ? Đó, để người ta đọc tên rồi đó. Tên gì ạ? Trời ơi, làm lại em ơi, làm lại. 2, 3. Tới bến, mãi đến. Tới bến, mãi đến. Bên kia tới luôn, đây tới bến. Đúng rồi, à, tới bến. Đây là tới số nha, chuẩn bị là tới số nha. Dạ, đúng không ạ? Dạ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi đầu tiên. Ủa? Gì? Đợi em chưa mà. Lúc nãy cái phần em anh có thể luôn mời, nhưng đội em thì không nha. Được không, được không? Nào các bạn, xuất hiện nào. Thể hiện đi nào. Xin chào mọi người.
Em tên là Nhâm Phương Nam, nghệ danh là Max. Thì ngoài hoạt động nghệ thuật thì em có một kinh doanh về xe khách đường dài. Ở đây anh chị nào mà muốn di chuyển từ Bắc ra Nam, thay vì mình đi bằng máy bay chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi thì khá là nhàm chán. Và mình có thể sử dụng cái dịch vụ bên em, đi xe khách từ miền Nam ra miền Bắc khoảng 30 tiếng thôi. À, cảm ơn em. Chị Lan kìa em ơi, chị Lan thì thích lắm á. Không đi cái gì 30 tiếng mà giàu dữ vậy. Dạ đi hơi cực nha. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, em là Khánh Huế. Em đang là sinh viên. Em đến với chương trình này là vui là chính ạ. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Trương Trần Anh Duy và hiện em đang là ca sĩ và một nhà sáng tạo nội dung. Và em đến với chương trình này thì cũng lần thứ 3 rồi. Ủa sao thi được 3 lần vậy? Dạ tôi phản đối. Bất công quá vậy. Tôi thấy bất công. Mọi người ơi, cái sự lựa chọn là nằm trong đôi chân của mọi người. Hồi nãy ai chạy qua đó, ai chạy qua đây? Có mình em chạy vô đây nên đừng nói gì hết. Dạ. Đúng không? Hãy chạy vô đúng không? Đúng rồi. Dạ không biết là đội mình tên gì ạ? Đây là tới luôn. Đây là tới bến. Là tới không, số này vô. Em phải đặt ngược lại Lan. Tới phá. Đúng. Hay quá anh Phi, em xin phép lấy của anh Phi nha. Tới cái phá. Câu của anh Phi. Đội chúng ta tên là Tới Phá. Như vậy là chúng ta đã có 3 đội tới bến. Tới luôn. Và tới phá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên để xem bài hát này là gì nha. Xin mời. Hành trình trên đất phù sa. Không biết là bây giờ đội nào sẽ ra đấu trước đây. Ai à? Ai xưng phong à? Ai tự tin à? Có ai tự tin không ạ? Anh Ngọc tự tin. Hoàng Phi tự tin luôn à. Ủa đâu có nói gì đâu, sao tự nhiên. Em thấy cái mặt anh tự tin, anh đấu cho em. Anh tính giơ tay phát biểu á. Nhưng mà anh tưởng anh giơ tay á. Thôi bây giờ mình quyết định chúng ta sẽ đến với đội thủ lĩnh Hoàng Phi và đội thủ lĩnh Khương Ngọc sẽ cùng thi đấu. Wow. Cùng với nhau. Không biết Hoàng Phi sẽ đưa ra đấu sĩ nào đầu tiên ạ? Tụi em sẽ chọn một đấu sĩ nào có thâm niên nhất. Không cần thâm niên mà thâm môi cũng được. Sao em có tự tin bước ra chiến đấu trận đầu tiên không nào? Anh ơi còn phải hỏi gì nữa. Tụi em có người rồi, đó là Bảo Trân ạ. Bảo Trân. Với đôi môi rất thâm và quyền lực. Bên đây không biết sẽ là ai à? Tính lừa tôi là đánh môi màu đen đen để cho tôi nghĩ là sẽ hát rock đúng không? À, cô này sẽ hát dân ca rất là tốt nè. Cho nên thì mình không có nên sử dụng một cái người nữ đấu với người nữ. Thì, mọi người, ai xuống không hát à? Anh định lên hát anh hả? Anh hỏi. Thấy chưa? Rồi xin mời em. Xin mời bạn ạ. Kính thưa quý vị các bạn, hiện tại trên sàn đấu là hai đấu sĩ Thế Vị và Bảo Trân. Hai ánh mắt đằng đằng sát khí. Thì bây giờ họ sẽ bắt đầu cuộc đấu. Vị, em nghĩ bạn kia như thế nào? Nghĩ bạn kia chắc cũng giỏi nhưng mà em giỏi hơn. Em giỏi hơn. Hãy lắng nghe Bảo Trân. Bảo Trân, em hãy nói cho đằng kia biết là em sở trường như thế nào và em có thể hạ gục bằng nó thứ mấy. Anh chơi tới đâu em đợi tới đó. Đúng rồi. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng. Bây giờ còn chần chờ nữa. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Tiếng ngọt ngây, ai ăn người nhớ mãi miền Tây.
con sông bên Cù Long. Dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình nó ấm. Phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muộn. Sông bên Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình nó ấm. Phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muộn. Ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình nó ấm. Phù sa mát thì đó chính là hành trình trên đất phù sa của hai đấu sĩ Thế Dị và Bảo Trân. Wow, tôi phản đối. Sao sao anh? Con đường của bên đội kia trơn tru quá, cái hành trình trên đất phù sa của đội tôi không trơn tru. Dạ. Bây giờ ai mà chấm điểm, mà chấm điểm diễn mà 50% điểm diễn cho bạn này là kiện. Okay. Không ai mà hát hành trình phù sa mà gì hết á. Bạn này hát lắm. Anh, cái hành động đó là hành động gì? Hành động đó là lắp phù sa vô bờ. Đẩy cái gì? Đẩy phù sa vô. Đẩy phù sa. Bây giờ hai thủ lĩnh đang có mần gọi là bức xúc. Bức xúc đúng không? Đúng. Chính vì vậy mình phải nhờ ai à? Những người gọi là cầm cân nảy mực ở quan đảo này. Xin mời giám khảo hãy cho ý kiến và nhận xét của mình ạ. Mình vừa xem cái bài hát này thì Phương Anh thấy là bạn Nam hơi bị thiệt một chút là vì không phải cái tông giọng của mình. Nhưng mà thực ra thì cái này là do sự lựa chọn mà, đúng không? Cho nên là không thể nào mà đổ cho ai được. Với bên bạn nữ bên này ấy, thì mặc dù là bạn có lợi thế hơn một chút, thế nhưng mà chị nghe phần em hát thì chị vẫn thấy rằng là vẫn có một cái chút gì đó nó chưa tới được. Kể cả về tông giọng nó cũng chưa hẳn là tới đâu. Và xin chúc mừng cái phần trình bày của hai em. Hai em đã biểu diễn rất là dễ thương. Cảm ơn ạ. Và cảm ơn chị Phương Anh rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ mời hai đấu sĩ của chúng ta lên hố sâu bí ẩn. Xin mời hai bạn ạ. Thưa quý vị các bạn, hiện tại hai đấu sĩ đang có mặt trên hố sâu bí ẩn. Wow, ở trên này nhìn xuống thật là sợ hãi. Không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Rất rung luôn ạ. Rất rung hả? Nếu bây giờ có lời nào với thủ lĩnh của mình thì em sẽ nói những lời nào? Nếu mà lỡ em có bị rơi xuống thì anh nhớ cùng các bạn chiến đấu hết mình nha. Yên tâm đi, lát anh cứu em lên lại, đừng có lo. Wow, dễ thương quá, tình đồng đội. Quá là đồng đội và dễ thương. Và bây giờ thì còn Bảo Trân, em cảm giác như thế nào hiện bây giờ đang đứng trên một cái hố sâu bí ẩn như thế này? Dạ, em có niềm tin là em không có rớt. Em không có rớt, có niềm tin luôn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng sẽ phép được bắt đầu. Và bây giờ, không biết ai lọt xuống hố sâu bí ẩn đây.
siêu là rớt liền luôn á. Trời ơi, lại bắt độc quá à. Wow, như vậy là chúng ta đã chia tay Thế Lĩ. Thế Lĩ. Và bây giờ một lần nữa xin chúc mừng Bảo Trân. Wow, xin chúc mừng thủ lĩnh Hoạt Phi. Trời ơi, tại sao mình thủ lĩnh hay như vậy chứ? Trời ơi. Trời ơi, cái này phải chiến thuật thâm sâu, phải suy nghĩ mấy ngày mấy đêm mới còn chiến thuật như vậy. Đúng rồi. Thủ lĩnh Phi ơi. Dạ. Tiêu diệt luôn được không? Thừa thắng xong lên mình dập cho đi hết đi. Em có quyền chọn cái đội thi đấu tiếp đúng không ạ? Mình dập cho đi về luôn. Như vậy là bên kia chỉ còn hai đấu sĩ. Dập luôn Phi. Bây giờ mình đấu cho một bên biến mất nữa là đội anh Ngọc sẽ kiểu cô đơn quạnh quẽ. Đúng rồi. Mình sẽ lợi dụng vô cái chiến thắng này để mình tiến lên luôn. Đúng rồi. Được. Em muốn thách đấu với đội của Mỹ Lan. Hả? Tuyệt vời. Ủa? Dạ. Mắc bị gì vậy? Cái hành động và cái lời nói của anh nó không vô. Nó không vô. Mọi người chưa hiểu. Em muốn thách đấu với đội của bé Lan, được không anh Ngọc? Ok. Ok. Thủ lĩnh Phi đã ra lời mời với em có sẵn sàng không hay là em e sợ? Ủa anh ơi, em đã nói rồi, em rất tự tin về team mình bởi team em là trải dài ba miền. Wow. Thì bài hát thì nó cũng sẽ nằm trong vòng ba miền, miền nào cũng dính team em thôi. Em đã dặn team em rồi, nếu giả sử như hồi nãy mà nhắm cái bài không phải là thế mạnh giống như của Brian Phương Ngọc thì quan trọng là thần thái. Đúng. Wow. Đó, ví dụ vậy. Bây giờ nếu có lời gì đó là gửi đến Hoàng Phi thì em sẽ gửi lời gì? Anh chọn đội em. Đúng. Là anh chọn cái chết. Hả? Tưới nãy dẹp rồi. Phi, bạn có lời nào đáp trả hay không? Dạ có chứ. Đương nhiên anh chọn đội em là đội em sẽ đối diện với cái chết. Thôi bây giờ thì Hoàng Phi, em hãy chọn một đấu sĩ nào đó để thi đấu với đội của mình đi nè. Tôi muốn chọn một đấu sĩ thành phố Hồ Chí Minh để gần gũi với tôi chứ không phải là để đấu đá gì hết. Tôi thấy em mặt rất là sáng. Em có muốn tham gia thi cùng chúng tôi không? Dạ, em chơi hết mình ạ. À. Chơi hết mình ạ. Hết mình. Vậy tụi anh cũng tới. Hay quá. Không biết bài hát của mình chọn sẽ là bài hát gì đây, thủ lĩnh Phương Lan? Bài hát em chọn là Nỗi Buồn Gác Trọ. Yeah. Nỗi buồn gác trọ. Bây giờ chúng ta cùng ra sàn đấu với hai đấu sĩ tiếp theo. Như vậy là hai đấu sĩ Anh Duy và Bảo Trân đang rất là sẵn sàng rồi. Bây giờ còn chần chừ nữa, trận đấu xin phép được bắt đầu. Về khuya cơn gió trắng gầy nghiêng bóng cài sông thương, nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa tưởng như bước lê hè phố. Nỗi niềm đầy lại
gió lùa, trăm cây nghiêng bóng cài sóng thơm. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ lưa, tưởng như bướng lê phố. Nỗi buồn gác trọ của hai đấu sĩ Anh Duy và Bảo Trân. À, một chảo tay nữa. Cái này không phải là chiến đấu gì Kim Anh à. Đúng rồi. Tức là cặp tình nhân nắm tay rồi thoại nữa. Đúng rồi. Và Kim Anh nghĩ rằng là hiện bây giờ ban giám khảo đang rất là khó xử và không biết là hai bạn như thế nào, bởi vì hai bạn có cái chất giọng quá là nồng nàn và ấm áp đi. Xin mời những lời nhận xét đến từ những vị ban giám khảo quyền lực ạ. Minh Trang, Lily cũng có một chút ý kiến về cái phần thi của hai bạn. Riêng Trang thì Trang cảm thấy rằng khi mà mình hát nhạc bolero á thì chúng ta nên hát làm sao mà đóng chữ sớm hơn một chút, còn cái lại mình ngân và mình luyến nhiều hơn. Hai bạn hát hiện tại mình, Trang đang cảm thấy rằng là hai bạn đang hát nhạc trẻ hơn là nhạc bolero, nên là mình cảm thấy chưa được chính xác lắm và chưa được thuyết phục Trang lắm. Bản thân Trang thì Trang thích cái cách hát của bạn trai hơn, nhưng mà Trang thì cũng hơi thiên vị cho bạn gái một chút, nên là Trang chọn màu đỏ. Xin chúc mừng hai bạn. Vâng, và cảm ơn giám khảo Lily rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã nghe những lời nhận xét đến từ ban giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta hãy bước lên hố sâu bí ẩn để xem ai sẽ là người bị sập hố nha. Xin mời ạ. Như vậy là anh Duy và Bảo Trân hiện tại đang có mặt ở hố sâu bí ẩn. Không biết ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người lọt xuống hố đây. Tất cả chú ý, nghỉ, nghiêm. Hai tay chéo qua vai ạ. Thẳng lưng. Và bây giờ để xem ai sẽ là người lọt xuống hố sâu bí ẩn đây. Một anh Duy với một giọng hát rất nội lực và ca khúc trình bày rất là trơn tru. Đó là nỗi buồn gác trọ. Và nỗi buồn này sẽ thuộc về ai? Ai sẽ là người rơi xuống hố sâu bí ẩn? Wow. Như vậy chúng ta chia tay Bảo Trân. Mừng thủ lĩnh Phương Lan. Yeah. Và một lần nữa xin chúc mừng đội Phương Lan. Trời ơi. Anh thấy chưa? Thừa thắng xong lên bây giờ tiêu diệt bên trái em bên phải đây. Anh Ngọc anh cười gượng với em lắm. Tay đang rung rồi. Đó là lại được cái chọn anh, đừng có chọn anh. Đang đỡ rung đó. Tiêu diệt luôn em. Em muốn đấu với ai? Em muốn chị người này. Đây. Em
cô thích cái nét của anh á, kiểu nhìn bên đây nhưng mà chị bên đây á. Em muốn thách đấu với đội của Lan. Không, tụi anh mới mất người rồi Lan. Em cho tụi anh thời gian để thư giãn nhẹ nhàng đồ lại được không? Tại sao hèn hạ như vậy chứ trời? Gấp quá anh chưa? Ơi, tại vì thật ra lúc đầu tại xem chị bạn này em rất ấn tượng vì bạn là người Lào, rồi thấy bạn nói tiếng rất là hay, thì bạn cũng nói bạn có hoạt động nghệ thuật, thì em không biết là giọng hát của bạn như thế nào. À, muốn xem cái giọng hát như thế nào. Đúng mình còn quyền còn ư rồi nha, nhớ sử dụng. Ok. Vâng, và em chọn ai ạ? À? Em chọn bạn này. Và bài hát các bạn được chọn, các bạn chọn bài hát ở đây. Em sẽ chọn một bài dân ca Lào ạ. Dân ca Lào ạ. Dân ca Lào ạ. Dân ca Lào ạ. Ủa Lan, anh được chọn bài. Lúc nãy em chọn hết chứ em còn chọn cái lời Việt của anh. Không, cái đó là quyền của em, đây là một cái trận đấu. Và anh muốn chọn một bài hát dân ca tiếng Lào. Các bạn ơi, đây là chương trình đấu trường âm nhạc được phát ở Vĩnh Long nhưng mà phát ở Lào. Làm sao có thể hát một bài Lào được? Rồi là em mời MC Lào dẫn giùm tôi luôn đi. Để một bài tiếng Việt, ca khúc hy vọng là em có thể hát được bài này. Và ca khúc là Ai Chung Tình Được Mãi. Bây giờ hai đấu sĩ sẽ bước lên sàn đấu và tiếp tục phần đấu tiếp theo. Và bây giờ anh Duy sẽ đấu với Kheo Nakhon Tây. Không biết em có lời nào gọi là gửi đến đối thủ này không? Một lời thách đấu bằng tiếng Lào chẳng hạn. Chào chơi khỏi luôn. Chào chơi khỏi luôn. Khỏi luôn. Mời anh Lâm Dịch. Tiếng Việt có nghĩa là gì? Anh tới số rồi đó. Ơi, em có câu nào đối trả lại cái câu chắc chơi mạch luôn được không? Tới luôn em ơi. Tới luôn em ơi. Trời ơi. Thi đi. Chào mừng em tới lần thực hầm thứ ba. Như vậy là hai đấu sĩ đã sẵn sàng, tất cả các thủ lĩnh cũng đã sẵn sàng luôn rồi, còn chần chờ nữa, trận đấu sẽ phép được bắt đầu. Trong khổ đau đôi chân mang lặng thinh
một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, vì duyên mình đã xa. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày một lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội. Bên đây ạ? Đúng rồi. Ủa Phi, bảo bảo vệ lộn. Bảo vệ lộn chỗ rồi. Bảo vệ lộn chỗ rồi cưng. Tại vì tôi nói hồi nãy tôi nghi rồi. Dạ xin mời tất cả các thủ lĩnh bớt hưng phấn ạ. Quá đã. Quá đã luôn. Đánh tài tranh sức luôn, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương hết. Bây giờ phải là nhờ giám khảo. Đúng chị rồi ơi. Một lần nữa Kim Anh nghĩ rằng là giám khảo cũng rất là khó xử đây. Và bây giờ thì Kim Anh xin phép mời một vị giám khảo cho ý kiến cho hai bạn ạ. Đầu tiên thì xin chúc mừng hai đấu sĩ đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Xin mọi người cho một tràng pháo tay đúng không ạ? Wow. Đây là một tiết mục mà mình rất là thích. Đối với tiết mục này khá là khó cho ban giám khảo. Khá là khó để nói là bạn nào hơn khó là bạn nào. Thì đối với bạn Tây này, mặc dù bạn là người Lào nhưng mà bạn ấy để lại cho mình rất là bất ngờ. Từ cách bạn phát âm cũng như là màu giọng, phong cách trình diễn, anh thấy là bài này Duy cũng thể hiện được cái màu sắc rất là sâu lắng. Anh cảm nhận được em là một chàng trai rất là đa màu sắc. Và anh muốn dành một phiếu cho em. Hay lắm Duy ơi. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy bước lên hố sâu bí ẩn. Xin mời ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến với kết quả cũng như là xem ai sẽ là người lọt xuống hố sâu bí ẩn này đây. Và bây giờ thời khắc quan trọng sẽ phép được bắt đầu. Không nào bình tĩnh được nữa. Chị à, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Chị có thể giúp em được không? Em muốn nghỉ ngơi hả? Đúng rồi, bây giờ mình công bố liền là không được. Em cần thời gian. Trời ơi, em cần thời gian kìa. Em sắp xỉu khán giả ơi, Lâm. Được không Lâm? Em mệt quá chị ơi, chị ơi, tuần sau đi chị, em nhức đầu quá, em chịu không nổi nữa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được công bố kết quả vào tuần sau. Chương trình Đấu trường âm nhạc do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty FNT Picture được phát sóng vào 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Đài truyền hình Vĩnh Long 1 và sẽ được phát lại vào ngày hôm sau trên truyền hình Vĩnh Long 2 vào lúc 13 giờ nha. Và bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Hai đấu sĩ Kheo Na Khon Tây và Anh Duy đều bước lên hố đèn bí ẩn.
cả hai đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn và ngang tài ngang sức. Ai sẽ phải dừng lại? Chúng ta phải đợi kết quả trong tuần sau. Tuần sau, chúng ta tiếp tục đến với những màn so tài của ba đội chơi. Kể từ ngày đó, hai ta chẳng thấy nhau. Em sống xa sao, yêu người thế nào? Ở nơi xa lạ, nhiều lần nghĩ đến em, rồi hỏi đêm. Các vị thủ lĩnh sẽ sử dụng chiến thuật như thế nào để giành lợi thế cho đội của mình? Mình sẽ chọn một bài hát có tiết tấu hơi nhanh. Em sẵn sàng ra đối đầu không? Sẵn sàng anh, tại giờ còn mình em không chơi ai chơi. Và ai sẽ là người giành chiến thắng nhất tuần? Chúng ta cùng đón xem tập 2 chương trình Đấu Trường Âm Nhạc sẽ được phát sóng vào 21 giờ tối Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào 13 giờ ngày hôm sau, thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.